Chiếc bớt hổ báo nửa mùa phải có bố chống lưng. Chiếc bớt trong clip này đang ngồi im lặng chịu trận vì bị chàng trai kia đánh túi bụi vào mông của mình. Mắt thấy thằng con trai ấm ức sắp chịu không được, ông bố ngồi cạnh liền ôm mẻm vào lòng. Ngay lúc đó thôi là em bớt liền bật chế độ mở hổ đòi thanh toán chàng trai khi nãy đánh mình. Cơ mà đến lúc bố thả ra cho đi thanh toán thật thì em lại tự dưng bị hẹn đi, xong còn bị đánh cho mém khóc. Người bố bất lực ôm lại, thanh niên liền cãi thế, tiếp tục chửi lộn. Đúng là trong vòng tay bố là cá mập, rời vòng tay bố là cá con mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.